Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Ngày 24 tháng ấy, dân Israel nhóm lại, cử ăn, mặc bao và phủ bụi đất. Dòng Israel chia rẽ các người ngoại, đứng dậy xưng tội lỗi mình và sự gian ác của tổ phụ mình. Chúng đứng dậy tại chỗ mình, đọc trong sách luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lâu đến phần tư ngày. Trong một phần tư khác, chúng xưng tội và thờ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Bây giờ, Giê-sua, Bani, Các-mi-ên, Sê-ba-nia, Bun-ni, Sê-rê-bia, Bani và Kê-na-ni đứng dậy tại trên sạp người Lê-vi và kêu cầu lớn tiếng cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Khi ấy, những người Lê-vi là Giê-sua, Các-mi-ên, Bani, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia và Phê-ta-hia nói rằng: Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi là đấng hằng có đời đời kiếp kiếp. Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài vẫn trỗi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. Ôi, chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó. Chúa bảo tồn những vật ấy và cơ binh của các tầng trời đều thờ lại Chúa. Chúa ơi, Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người ra khỏi U-rơ của dân Canh-đê và ban cho người tên Áp-ra-ham. Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa, và Chúa lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Giê-bu-xít và dân Ghi-rê-ga-xít. Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa vì Chúa là công bình. Chúa có thấy sự khốn khổ của tổ phụ chúng tôi tại Ê-díp-tô, có nghe tiếng kêu la của chúng tôi bên biển đỏ, làm những dấu kỳ phép lạ nơi Pharaon, nơi đầy tớ người và nơi toàn dân sự của nước người. Vì Chúa biết rằng họ có đối đãi tổ phụ chúng tôi cách kiêu căng, và Chúa có làm nổi danh Chúa như thể ngày nay. Chúa có phân rẽ biển trước mặt chúng nó, để chúng nó đi ngang qua giữa biển trên đất khô. Còn những kẻ đuổi theo, Chúa bèn ném họ dưới vực sâu, như ném đá trong nước lớn. Ban ngày, Chúa dẫn dắt chúng bằng một trụ mây, và ban đêm bằng một trụ lửa để chiếu sáng cho chúng trong con đường phải đi theo. Chúa cũng giáng lâm tại trên núi Sinai, phán với chúng từ trên trời, ban cho chúng những luật lệ ngay thẳng, pháp độ chân thật và những quy tắc cùng điều răn tốt lành. Chúa khiến cho chúng biết ngày Sa-bát thánh của Chúa, cậy Môi-se tôi tớ của Chúa truyền cho chúng những điều răn, quy tắc và luật pháp. Từ các tầng trời, Chúa ban cho chúng bánh đặng ăn đói, khiến hòn đá chảy ra nước cho chúng uống khát, phán biểu chúng vào nhận lấy xứ mà Chúa đã thề ban cho chúng. Nhưng tổ phụ chúng tôi cư xử cách kiêu hãnh, cứng cổ mình, không nghe các điều răn của Chúa, chẳng khứng vâng theo và không nhớ đến các phép lạ mà Chúa đã làm giữa chúng. Nhưng chúng cứng cổ mình và trong sự bội nghịch mình, cắt một kẻ làm đầu đặng trở về nơi nô lệ của họ. Nhưng Chúa vốn một Đức Chúa Trời sẵn tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng, dẫu khi chúng làm một con bò con đực mà rằng: Này là thần đã dẫn các ngươi lên khỏi Ê-díp-tô, và chọc cho Chúa giận nhiều, thì Chúa vì sự thương xót của Chúa không lìa bỏ chúng trong đồng vắng. Trụ mây dẫn đường ban ngày, không lìa khỏi trên chúng, hoặc trụ lửa lúc ban đêm chiếu sáng và chỉ cho chúng con đường chúng phải đi.
Chúa cũng ban cho chúng thần linh lương thiện của Chúa để dạy dỗ cho chúng, không từ chối cho miệng chúng ăn mana và ban cho chúng nước đặng uống khác. Phải, Chúa nuôi dưỡng chúng 40 năm trong đồng vắng, chúng chẳng thiếu thốn chi cả, quần áo chúng không cũ rách và chân chúng chẳng phù lên. Vả lại, Chúa ban cho chúng những nước và dân tộc và phân phát nước ấy cho chúng. Chúng nhận được nước của Sihôn, tức nước của vua Hết-bôn, và nước của Ốc vua Ba-san. Chúa cũng thêm nhiều con cháu chúng đông như sao trên trời, đưa chúng vào xứ mà Chúa đã phán cùng tổ phụ chúng rằng chúng sẽ vào đó đặng nhận lấy xứ ấy. Vậy con cháu chúng bèn vào và nhận lấy xứ, và Chúa bắt phục trước mặt họ các dân của xứ là dân Canaan, phó dân ấy và những vua chúng nó cùng các dân tộc của xứ vào tay họ, đặng họ đãi các dân ấy theo ý mình muốn. Họ chiếm lấy những thành bền vững và ruộng đất màu mỡ, được những nhà đầy các vật tốt lành, những giếng đào, vườn nho, vườn olive và cây trái rất nhiều. Chúng ăn bèn được no nê và mập béo, vui lòng trong sự nhân từ lớn lao của Chúa. Dù vậy, chúng chẳng vâng theo, bèn phản nghịch với Chúa, ném bỏ luật pháp Chúa sau lưng, giết các đấng tiên tri của Chúa là người làm chứng nghịch cùng họ, đặng đem họ trở lại cùng Chúa. Song chúng lại chọc giận Chúa nhiều thay. Vì vậy, Chúa phó họ vào tay cừu địch của họ, chúng nó hà hiếp họ. Trong thời hoạn nạn, chúng kêu cầu cùng Chúa, thì từ các tầng trời Chúa có nghe đến, theo lòng nhân từ lớn lao của Chúa. Chúa bèn ban cho những đấng giải cứu để cứu chúng khỏi tay kẻ cừu địch mình. Nhưng khi chúng được an tịnh, bèn khởi làm lại điều ác trước mặt Chúa. Vì vậy, Chúa bỏ chúng vào tay kẻ thù nghịch để quản hạt chúng. Song khi chúng trở lại kêu cầu cùng Chúa, thì Chúa từ trên trời nghe đến, và vì lòng thương xót Chúa nên giải cứu chúng nhiều lần. Chúa cũng làm chứng nghịch cùng chúng để dẫn dắt chúng trở lại luật pháp của Ngài. Dù vậy, chúng cư xử cách kiêu ngạo, không nghe các điều răn Chúa, phạm đến luật lệ của Chúa là luật lệ, nếu người nào vâng làm theo, tất sẽ được sống. Chúng ở chấp nhất, cứng cổ mình và không khứng nghe theo. Chúa dung thứ chúng nhiều năm và cậy thần linh và các tiên tri của Chúa mà làm chứng nghịch cùng chúng. Nhưng chúng không lắng tai nghe, nên Chúa phó chúng vào tay dân tộc của các xứ. Song vì lòng thương xót lớn lao của Chúa, Chúa không có tận diệt chúng, cũng không lìa bỏ chúng, vì Chúa vốn là Đức Chúa Trời hay thương xót và nhân từ. Vậy bây giờ, hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ơi, là Đức Chúa Trời rất lớn, rất quyền năng và đáng sợ, hằng giữ giao ước và sự nhân từ, xin chớ coi nhỏ mọn trước mặt Chúa các việc đau đớn cực nhọc đã giáng trên chúng tôi, trên các vua và các quan trưởng, trên những thầy tế lễ và các tiên tri, trên tổ phụ chúng tôi và trên hết thảy dân sự của Chúa, từ đời các vua Assyri cho đến ngày nay. Trong mọi việc đã xảy đến cho chúng tôi, Chúa vẫn là công bình, vì Chúa thi hành cách chân thật, còn chúng tôi lại làm cách hung ác. Các vua chúng tôi, các quan trưởng, những thầy tế lễ và tổ phụ chúng tôi không có gìn giữ luật pháp của Chúa, cũng chẳng nghe theo các điều răn và chứng cớ mà Chúa phán dạy nghịch cùng chúng. Tại trong xứ của chúng, giữa điều ơn lành dư dật mà Chúa đã ban cho chúng, tại trong đất rộng rãi và màu mỡ mà Chúa đã đặt trước mặt chúng, chúng không phục sự Chúa, chẳng trở bỏ các công việc ác của họ. Kìa, ngày nay chúng tôi làm tôi mọi. Này, chúng tôi làm tôi trong xứ mà Chúa đã ban cho tổ phụ chúng tôi để ăn bông trái và thổ sản tốt tươi của nó. Xứ sinh ra nhiều thổ sản cho các vua mà Chúa đã lập trên chúng tôi, tại cớ tội lỗi của chúng tôi. Các vua ấy cũng tự ý mình lấn lướt trên thân thể chúng tôi và các súc vật của chúng tôi, và chúng tôi đang bị hoạn nạn lớn. Dầu các sự này, chúng tôi lập giao ước chắc chắn, và chúng tôi ghi chép nó. Các quan trưởng, người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ẩn chờ. Chương 10.
này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedekia, Seraya, Asaria, Jeremy, Fasura, Amaria, Mankia, Hattuk, Shebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginethon, Baruk, Mesulam, Abia, Miyamin, Maasia, Bingai, Shemaya. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Levi là Yeshua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Shebania, Hodia, Kelita, Belaya, Hanan, Miche, Rehob, Hashabia, Sakua, Sherebia, Shebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Sactu, Bani, Buni, Agag, Bebai, Adonia, Biết-vai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hashum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Mac-bi-ac, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Yadua, Phelatia, Hanan, Anaya, Oshe, Hanania, Hashub, Halohet, Bila, Shobek, Rehum, Hashabna, Maaseya, Ahiya, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại, những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình, mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ làm theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng lệ luật và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng, nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào, dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua. Và qua năm thứ bảy, chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy lệ, buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 siết lơ dùng về công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân, về của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mồng 1 và trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác, bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình, mà đem những củi đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va, lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu mà giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 huê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của A-rôn sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì,
rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu. Thánh Kinh Cựu Ước, Thi Thiên thứ nhất. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Chương 10. Đức Chúa Giê-xu từ đó mà đi qua bờ cõi xứ Giu-đê bên kia sông Giô-đanh. Đoàn dân đông lại nhóm họp cùng Ngài. Ngài dạy dỗ chúng y như lệ thường. Các người Pha-ri-si bèn đến gần hỏi để thử Ngài rằng: người nam có phép đẻ vợ mình chăng? Ngài trả lời rằng: vậy chứ Mô-sê dạy các ngươi điều chi? Họ thưa rằng: Mô-sê có cho phép viết tờ đẻ và cho phép đẻ vợ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ấy vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi nên người đã truyền mạng này cho. Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ. Vì cớ đó người nam lìa cha mẹ mình mà dính díu với vợ, và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một thịt. Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. Khi ở trong nhà, môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. Ngài phán rằng: ai đẻ vợ mình mà cưới vợ khác thì phạm tội tà dâm với người. Còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội tà dâm. Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó. Nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Giê-xu thấy vậy bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho. Ngài đang ra đi, có một người chạy lại quỳ trước mặt Ngài mà hỏi rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm chi cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi biết các điều răn: đừng phạm tội tà dâm, đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối, đừng làm gian, hãy hiếu kính cha mẹ. Người thưa rằng: lạy Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó từ khi còn nhỏ. Đức Chúa Giê-xu ngó người mà yêu nên phán rằng: ngươi còn thiếu một điều. Hãy đi, bán hết gia tài mình, đem thí cho kẻ nghèo khổ, chắc sẽ được của báo ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Song nét mặt người này rầu rĩ về lời đó, đi ra rất buồn bã vì có nhiều của lắm. Bây giờ Đức Chúa Giê-xu ngó xung quanh mình mà phán cùng môn đồ rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ, nhưng Đức Chúa Giê-xu lại phán rằng: hỡi các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Môn đồ lại càng lấy làm lạ, nói cùng nhau rằng: vậy thì ai được cứu? Đức Chúa Giê-xu ngó môn đồ mà rằng: sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế, vì Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả. Phi-e-rơ liền thưa cùng Ngài rằng: này,
chúng tôi đã bỏ hết mà đi theo thầy. Đức Chúa Giêsu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, chẳng một người nào vì ta và tin lành, từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bây giờ, trong đời này, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Nhưng có nhiều kẻ đầu sẽ nên rốt, có kẻ rốt sẽ nên đầu. Đức Chúa Giêsu và môn đồ đương đi đường lên thành Jerusalem. Ngài thì đi trước. Các môn đồ thất kinh và những người đi theo đều sợ hãi. Ngài lại kèm 12 sứ đồ đi cùng mình mà phán về những việc phải xảy đến cho mình rằng: Này, chúng ta lên thành Jerusalem. Con người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định ngài phải bị tử hình và giao ngài cho dân ngoại. Người ta sẽ nhạo báng ngài, nhổ trên ngài, đánh đập ngài mà giết đi. Sau 3 ngày, ngài sẽ sống lại. Bây giờ, Gia-cơ và Giăng, hai con trai CBD đến gần ngài mà thưa rằng: Lạy thầy, chúng tôi muốn thầy làm thành điều chúng tôi sẽ xin. Ngài hỏi rằng: Các ngươi muốn ta làm chi cho? Thưa rằng: Khi thầy được vinh hiển, xin cho chúng tôi một đứa ngồi bên hữu, một đứa bên tả. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Các ngươi không biết điều mình xin. Các ngươi có uống được chén ta uống và chịu được phép báp têm ta chịu chăng? Thưa rằng: Được. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Các ngươi sẽ uống chén ta uống và sẽ chịu phép báp têm ta chịu. Nhưng chí như ngồi bên hữu và bên tả ta, thì không phải tự ta cho được. Ấy là thuộc về người nào mà điều đó đã dành cho. 10 sứ đồ kia nghe sự xin đó thì giận Gia-cơ và Giăng. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: Các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy. Trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Kế đó, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đến thành Jericho. Ngài và môn đồ cùng một đoàn dân đông đang từ đó lại đi, thì có một người ăn mày mù tên là Ba-ti-mê, con trai của Ti-mê, ngồi bên đường. Vì đã nghe nói ấy là Đức Chúa Giêsu người Nazareth, người vùng la lên mà rằng: Hỡi Đức Chúa Giêsu, Con vua David, xin thương tôi cùng. Có nhiều kẻ rầy người biểu nín đi, song người lại kêu lớn hơn nữa rằng: Hỡi Con vua David, xin thương tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại phán rằng: Hãy kêu người đến. Chúng kêu người mù đến mà nói rằng: Hãy vững lòng, đứng dậy, ngài gọi ngươi. Người mù bỏ áo ngoài bước tới đến cùng Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán rằng: Ngươi muốn ta làm chi cho ngươi? Người mù thưa rằng: Lạy thầy, xin cho tôi được sáng mắt. Đức Chúa Giêsu phán: Đi đi, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi rồi. Tức thì người mù được sáng mắt và đi theo Đức Chúa Giêsu trên đường. Chương 11. Khi tới gần thành Jerusalem, bên làng Bê-pha-dê và làng Bê-tha-ni ngang núi Ô-li-ve, Đức Chúa Giêsu sai hai môn đồ đi và phán rằng: Hãy đi đến làng ngay trước mặt các ngươi. Vừa khi vào đó, thấy một con lừa con đương buộc chưa có ai cởi, hãy mở nó ra dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi các ngươi rằng vì sao làm điều đó, hãy đáp lại: Chúa cần dùng nó. Tức thì họ sẽ cho dắt lừa về đây. Hai người đi thì thấy lừa con đương buộc ở ngoài trước cửa, chỗ đường quẹo bèn mở ra. Có mấy kẻ trong những người ở đó hỏi rằng: Các ngươi mở lừa con đó làm chi? Hai người trả lời theo Đức Chúa Giêsu đã dặn thì họ để cho đi. Hai người dắt lừa con về cho Đức Chúa Giêsu, lấy áo mình trải trên nó rồi ngài cởi lên. Nhiều người trải áo mình trên đàn,
lại có kẻ rải nhánh cây chặt trong đồng ruộng. Người đi trước, kẻ theo sau đều la lên rằng: Hosanna, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Phước cho nước đến là nước vua David tổ phụ chúng ta. Hosanna ở trên nơi rất cao. Đức Chúa Giêsu vào thành Jerusalem, đến nơi đền thờ. Đoạn liếc mắt xem mọi sự chung quanh thì trời đã tối. Ngài bèn ra đặng đi tới làng Bethany với 12 sứ đồ. Sáng ngày, khi đã lìa làng Bethany rồi thì Ngài đói. Vừa thấy đằng xa một cây vả có lá, Ngài đến đó xem hoặc có chi chăng. Xong tới gần rồi chỉ thấy có lá mà thôi, vì bây giờ không phải mùa vả. Ngài bèn cất tiếng phán cùng cây vả rằng: chẳng hề có ai ăn trái của mày nữa. Các môn đồ đều nghe lời ấy. Đoạn đến thành Jerusalem, Đức Chúa Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ở đó, lại lật đổ bàn những người đổi bạc và ghế những kẻ bán bột câu. Ngài cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Rồi Ngài dạy dỗ chúng mà rằng: há chẳng có lời chép, nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân hay sao? Nhưng các ngươi đã làm thành cái hang trộm cướp. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo nghe mấy lời bèn kiếm cách diệt Ngài, vì họ sợ Ngài. Tại cả đoàn dân cảm động sự dạy dỗ của Ngài lắm. Đến chiều, Ngài và môn đồ ra khỏi thành. Sáng hôm sau, khi đi ngang qua thấy cây vả đã khô cho tới rễ, bây giờ Phi-e-rơ nhớ lại chuyện đã qua, thưa cùng Ngài rằng: Thầy, coi kìa, cây vả thầy đã rủa nay khô đi rồi. Đức Chúa Giê-xu cất tiếng phán rằng: hãy có đức tin đến Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai sẽ biểu hòn núi này rằng phải cất mình lên và quăng xuống biển? Nếu người chẳng nghi ngại trong lòng, nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai, thì hãy tha thứ, để Cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Chúa và môn đồ trở lại thành Jerusalem. Ngài đang đi dạo trong đền thờ thì các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão tới gần Ngài mà hỏi rằng: thầy lấy quyền phép nào làm những điều này, hoặc ai đã cho thầy quyền phép làm những điều ấy? Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta cũng hỏi các ngươi một câu, hãy trả lời cho ta, thì ta sẽ nói cho các ngươi biết ta làm những điều đó bởi quyền phép nào. Phép báp têm của Giăng đến bởi trên trời hay là bởi người ta? Hãy trả lời cho ta đi. Và họ bàn với nhau như vậy. Nếu chúng ta nói bởi trên trời, thì người sẽ nói rằng, vậy sao các ngươi không tin lời Giăng? Bằng chúng ta nói trái lại bởi người ta. Họ sợ dân chúng vì ai nấy đều tin Giăng thật là đấng tiên tri. Nên họ thưa lại cùng Đức Chúa Giêsu rằng: chúng tôi không biết. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng: ta cũng không nói cho các ngươi biết ta nhờ quyền phép nào mà làm những điều này. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng,
và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.